Chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cách Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Tôi là Minh Tuấn và trong phần đầu của chương trình, chúng ta sẽ cùng điểm qua những điểm nổi bật trong phiên giao dịch ngày 30 tháng 8 hôm nay. Qua phần trao đổi với anh Trần Văn Nam, là chuyên viên phân tích đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Chào anh Nam. Dạ thưa anh, thì anh nhận định như thế nào về phiên giao dịch ngày hôm nay khi mà ngay từ đầu phiên 30 tháng 8 hôm nay đã có sự giằng co phân hóa trên toàn thị trường và có vẻ giống như là thị trường đã lấy lại được đà tăng trên cả hai sàn. Vậy thì anh nhận định như thế nào về diễn biến như thế này? Theo như tôi quan sát trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì sau cái phiên giao dịch coi như là có cái sự biến động tương đối coi như là tiêu cực vào phiên ATC của ngày hôm qua, thì đến sáng ngày hôm nay tôi thấy có một cái sự tích cực trở lại, và cái sự giằng co đó nó coi như là cố gắng như là muốn lấy lại cái sắc xanh trên toàn thị trường trong phiên giao dịch sáng nay. Và cụ thể điển hình hơn là coi như là đặc biệt là các cổ phiếu như Masan, Vinamilk rồi là Vimcom đã thể hiện cái đà tăng này. Bên cạnh đó, nhóm chúng tôi quan sát và nhìn nhận thấy rằng nhóm bất động sản sáng ngày nay có một cái sự tăng tương đối tích cực và nó đóng góp cho thị trường coi như là nằm khoảng cứ 1.500 tỷ đồng so với lại coi như là so với toàn phiên thị trường, và nó tăng nó, cái đà tăng này nó nằm ở khoảng cứ 2.26% so với lại cái toàn ngành của nó, và coi như là nó chiếm khoảng cứ 67% trên tổng cái giá trị giao dịch thị trường về cái vấn đề thanh khoản. Vì riêng cái nhóm bất động sản thì chúng tôi nhìn nhận thấy là ngày hôm nay cái sắc xanh của thị trường nó có cái sự đóng góp tương đối tích cực từ những nhóm coi như bất động sản. Thì sang đến phiên chiều chúng tôi nhìn nhận thấy rằng cái nhóm có một sự suy yếu nhẹ từ những cổ phiếu này, nhưng bên cạnh đó đà tăng tích cực vẫn duy trì. Và có một cái sự trái chiều hơn là hôm nay cái nhóm tài chính về chứng khoán và coi như là ngân hàng có sự tương đối là cái giằng co và có sự giảm nhẹ làm cho cái đà tăng của thị trường ngày hôm nay có một sự hãm lại. Nhưng qua đến phiên chiều chúng tôi nhận thấy là VN30 có một cái thể hiện một sự tích cực, tương đối tích cực, nó làm cho sắc xanh duy trì trên VN Index. Và cụ thể hơn là Vimcom trong phiên giao dịch ngày hôm nay có một cái sắc xanh tương đối tích cực, và coi như là có một cái đà tăng dẫn dắt khả thi. Và kết thúc phiên giao dịch chúng tôi nhìn nhận và đánh giá rằng coi như là cái vấn đề thanh khoản nó vẫn được duy trì và ổn định ở ngưỡng trên 4.000 tỷ, một cái ngưỡng mà coi như là vẫn đang trong cái sự thăm dò giữa thanh khoản và tâm lý của nhà đầu tư vẫn đang thể hiện trên toàn thị trường trong những phiên giao dịch này. Nó đang kỳ vọng vào một cái chờ đợi một cái tín hiệu gì đó cho kỳ review sắp tới là ngày mai, là ngày 31 tháng 8, là coi như là một cái sự kỳ review một ngày vào một ngày thứ sáu tuần tới này. Cho nên là tâm lý của các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng đang có sự e dè thận trọng nhất định trên toàn thị trường. Và cái đà tăng ngày hôm nay, cuối phiên ngày hôm nay chúng tôi nhìn thấy SBA và coi như là Vimcom nó đã thúc đẩy cái đà tăng này, nó làm cho VN30 hôm nay có một sự tăng tương đối tích cực. Thì chính vì thế cho nên là trong phiên giao dịch ngày hôm nay, về cái sự quan sát của chúng tôi và nhìn nhận thấy rằng thị trường vẫn đang trong một cái sự coi như là ổn định tâm lý và ổn định về cái tính dẫn dắt về thanh khoản và để làm ổn định cái tâm lý đầu tư trong 1-2 phiên tới. Thưa anh, thì theo như chúng tôi quan sát và nhận thấy thì thị trường hiện đang có xu thế dần ổn định, có nghĩa là sau khi chúng tôi cảm thấy là thị trường chạm ngưỡng điểm là 760 thì thị trường nghiêng về xu hướng ổn định cả về thanh khoản lẫn điểm số. Vậy thì theo anh nhận định như thế nào về vấn đề này, và anh có thể cho khán giả biết là nhóm ngành nào sẽ là tín hiệu chính trong xu thế sắp tới của thị trường không anh? Thì cũng như cái sự chia sẻ ở lần trước đây của tôi là sau khả năng là thị trường sẽ đạt về ngưỡng 750 và 760, thì thị trường có thể sẽ đạt về cái ngưỡng đó sau khi đạt cái ngưỡng đỉnh cao nhất của VN Index trong thời gian trong suốt 8-9 năm qua. Thì trong cái xu thế vừa qua thì thị trường đã coi như là có cái sự rung lắc và dịch chuyển về đúng cái ngưỡng khoảng 760, và bây giờ đang có sự ổn định dần lại về vấn đề tâm lý và vấn đề coi như là thanh khoản. Thì xét về yếu tố tâm lý đầu tư thì chúng tôi vẫn luôn nhìn nhận rằng các nhà đầu tư kỳ vọng vào được cái vấn đề điểm số rồi, thì người ta cảm thấy được dòng tiền và kết hợp với cái sự coi như là tích cực của dòng tiền trong những thời gian gần đây, thì người ta dần từng bước người ta đã có những cái tín hiệu và những cái coi như là chiến lược riêng cho cái danh mục đầu tư của mình. Thì chính vì vậy cho nên là trong thời gian tới chúng tôi vẫn thiên về vào những tháng cuối năm, như tôi đã chia sẻ vào phiên trước đây, thì coi như là vào những tháng cuối năm chúng tôi vẫn kỳ vọng vào hai nhóm chính là tài chính và coi như là nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán sẽ là có khả năng sẽ là
sẽ là những nhóm mà coi như là dẫn dắt thị trường và coi như là đưa cái đà tăng của thị trường lên một cái mức cao mới hoặc mức vào một cái ngưỡng cao hơn. Nhưng bên cạnh đó cũng không thể không nói tới là coi như là phải ổn định cái tính tâm lý của nhà đầu tư. Thì chúng tôi cũng là coi như là về cái nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán, chúng tôi vẫn coi như là thiên về cái doanh nghiệp đầu ngành, và đặc biệt như SSI, HCM hay là coi như là VND. Về nhóm ngân hàng thì chúng tôi cũng thiên về như là Vietcombank, rồi là Công Thương, rồi là BIDV. Đó là một trong những doanh nghiệp đầu ngành và nó có những tính dẫn dắt tương đối, cái tính dẫn dắt tương đối tích cực cho ổn định cái tâm lý nhà đầu tư. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi cũng không thể không kể tới cái nhóm bất động sản trong thời gian qua nó có sự trầm lắng nhất định, và trong một hai phiên trở lại đây thì coi như là nhóm bất động sản này cũng có cái sự dịch chuyển mang tính tích cực. Thì chúng tôi cũng khuyến nghị các nhà đầu tư nên quan sát thêm về cái nhóm bất động sản này để đưa ra những phương án đầu tư và chọn những cổ phiếu có cái tính khả thi, ví dụ như là HBC mà chúng tôi cũng có thể đánh giá là trong thời gian tới là coi như cũng khả thi. Vimcom đã thể hiện một cái tính coi như tương đối tích cực trong vấn đề này vừa rồi. Đó. Thì chính vì vậy cho nên là tôi trong xu thế tới thì tôi và các nhà đầu tư cũng đang đưa ra những cái cách nhìn để ổn định cái vấn đề tâm lý, quan trọng là cái vấn đề tâm lý và cái tâm lý dòng tiền và bắt đầu sinh thành là cái tính tâm lý nhà đầu tư nó mới khả thi trong giai đoạn này. Chính vì vậy cho nên là chính vì thế để cho được cái sự ổn định này thì chúng ta cần phải có sự quan sát nhất định trên toàn thị trường qua từng phiên giao dịch để chúng ta đưa ra những cái quyết định cuối cùng của mình về cái danh mục đầu tư. Thưa anh, thì sau những phiên đảo chiều vừa qua thì anh nhìn nhận như thế nào về tâm lý của các nhà đầu tư? Và theo anh thì những cái cổ phiếu mới lên sàn có tác động như thế nào, có một tác động muốn ảnh hưởng nhất định như thế nào đến thị trường ngày hiện tại? Và anh nhìn nhận như thế nào về cái tâm lý nhà đầu tư trong xu thế sắp tới? Theo như chúng tôi quan sát thì coi như là cái những cổ phiếu chào sàn từ về riêng về vấn đề về những cổ phiếu chào sàn trong những thời gian qua, ví dụ như là một điển hình gần đây nhất là những cổ phiếu mà coi như là VB Bank có chào sàn như tôi đã chia sẻ lần trước, thì tất cả những các nhà đầu tư đã giữ các cổ phiếu ở mới lên sàn, không riêng về VB Bank và các cổ phiếu khác mới lên sàn, khi ở một cái thị trường OTC thì được định giá ở cái mức tương đối cao, được cái định giá mức tương đối cao, khi mà các nhà đầu tư được mua vào những cái giá mà coi như là khi mà được đánh giá là cao rồi á, mà trước khi lên sàn các nhà đầu tư đã mua được những cái giá tương đối là hời, tương đối là thấp. Thì khi tất cả những cái mã cổ phiếu này lên sàn thì theo như chúng tôi quan sát và nhìn nhận thấy rằng sau khi lên sàn thì tất cả những cái mã cổ phiếu này nó có một cái sự giảm điểm tương đối. Bởi vì sao? Thì bởi vì khi ở một cái thị trường OTC các cổ phiếu này được các nhà đầu tư mua được ở một cái mức giá tương đối thấp, ở mức giá khi lên sàn thì coi như là cái mức độ lợi nhuận của các nhà đầu tư người ta cảm thấy chấp nhận được rồi, người ta cảm thấy chấp nhận được rồi thì coi như là cái động thái bán ra không thể là không có. Thì phần lớn coi như là các nhà đầu tư tập trung bán ra rất là nhiều, thì một phần nào đó thì khi mà những cái cổ phiếu đó nó nằm ở những cái coi như doanh nghiệp có vốn hóa lớn thì nó nằm thì cái phần nào nó sẽ tác động tới thị trường, và điển hình như là VB Bank. Thì đó là một điều hết sức bình thường, bởi vì thị trường mà khi mà cảm thấy lợi nhuận rồi, người ta đầu tư mà người ta cảm thấy lợi nhuận rồi, cái việc người ta bán ra là hết sức bình thường. Và trước khi lên sàn nhiều cái doanh nghiệp có những cái thông tin báo cáo tích cực tương đối tốt, nhưng mà coi như là đến một cái thời điểm coi như là chỉ được 1-2-3 phiên một là coi như là đó là những cái thông tin để cho người ta coi như là tạo được cái nền tảng để cho người ta đẩy giá cổ phiếu lên trong cái thời gian nhất định. Thì chúng tôi quan sát và nhìn nhận thấy rằng cái sự lên sàn của các cổ phiếu mới lên sàn nó có tác động một phần nào đó cho đến cái tâm lý nhà đầu tư và cái sự hình thành của điểm số có tác động. Chính vì thế cho nên là các nhà đầu tư cũng nên xem xét và đánh giá, đưa ra những cái tính thời điểm của mình để đầu tư vào những cái cổ phiếu đó. Mà dự báo thị trường coi như là vào những thời điểm sắp tới, như chúng tôi nhìn nhận thấy rằng như tôi đã vừa chia sẻ thì chắc chắn thị trường sẽ có như một sau khi coi như là ổn định ở cái ngưỡng 750 mà đã chạm 760 rồi thì coi như là đang có đà tăng tương đối này, thì tôi tin chắc rằng thị trường sẽ có một
coi như là trong cái quá trình giao dịch trong thời gian tới sẽ có những cái phiên tăng giảm đan xen để coi như là để người ta lấy lại cái tâm lý của nhà đầu tư giữa thanh khoản và coi như là giữa về người ta test lại cái tính tâm lý của nhà đầu tư và vấn đề thanh khoản của thị trường. Thì khi mà cứ cân đối được thì thị trường để có một bước cao hơn nữa thì cần phải có những cái thời điểm như thế để người ta có cái tính tích lũy. Thị trường nào cũng thế. Và không phải về thị trường và về điểm số mà kể cả cái giá trị nội tại của các doanh nghiệp cũng vậy. Thì chính vì thế cho nên trong thời gian tới tôi cũng đưa ra những cái nhìn nhận và đánh giá là thị trường sẽ có những cái phiên tăng giảm đan xen và rung lắc nhất định trên toàn thị trường giữa điểm số, kể cả điểm số lẫn thanh khoản. Chính vì thế các nhà đầu tư cũng nên coi như là nên quan sát xem ở cái yếu tố này để coi như là đưa ra những cái định hướng đầu tư trong xu thế sau tháng quả quý tư sắp tới. Xin được cảm ơn anh Nam về những nhận định vừa rồi. Phần trao đổi vừa rồi cũng đã kết lại phần 1 của chương trình Giờ Kết Sổ. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 với những tin tức nổi bật trên thế giới.